Quỳnh Trang tin chắc là có rất là nhiều quý vị ngoài kia đã nghe cái cụm từ marketing hoặc là những công ty marketing nào đó. Vậy thì có bao giờ quý vị tự hỏi là thực sự một công ty marketing chân chính họ sẽ làm gì không? Hãy theo dõi video này nếu như quý vị muốn doanh nghiệp của mình trở nên hiệu quả. Đầu tiên chúng ta phải biết mục tiêu là gì, đối tượng khách hàng là ai, điểm mạnh, điểm yếu của business để tìm ra kế hoạch quảng cáo tốt nhất cho mạng xã hội. Tại QT Pro, những hình ảnh, menu, flyer quảng cáo mà chúng tôi thiết kế cho khách hàng là độc nhất, sáng tạo nhất và đẹp nhất, không hề copy từ Internet. Trước khi có một sản phẩm hoàn hảo để post lên mạng xã hội, các copywriter của chúng tôi sẽ viết ra những caption hấp dẫn nhất cho người đọc nhằm chắc chắn rằng nội dung đó không trùng lặp ở bất cứ nơi đâu và người xem sẽ hiểu hết thông điệp từ những câu chữ đầu tiên.